kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ. Mục tiêu đến năm 2025, 100% các tuyến đường bộ cao tốc trên cả nước triển khai lắp đặt hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh. Theo đó, đến năm 2025 sẽ hình thành được cơ sở hạ tầng dữ liệu của ngành giao thông vận tải, trong đó có cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung được kết nối, tích hợp dữ liệu từ các hệ thống nghiệp vụ chuyên dùng nhằm cung cấp thông tin phục vụ quản lý điều hành giao thông vận tải đầy đủ, kịp thời, chính xác cho người ra quyết định. 100% chế độ báo cáo trong ngành giao thông vận tải sẽ được chuẩn hóa và quản lý bằng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Giao thông Vận tải, có kết nối liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, cung cấp đầy đủ dữ liệu mở của ngành giao thông vận tải đối với các số liệu thống kê hàng năm. Các loại thông tin phải được công khai theo quy định của pháp luật. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được quản lý theo dõi tiến độ xử lý trên cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo các đơn vị trong lực lượng, thực hiện có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực trên cả 4 mục tiêu của cuộc vận động 50, quản lý, khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, từ đó nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như tăng cường sức mạnh quân sự, bảo vệ khu vực phòng thủ tỉnh trong tình hình mới. Ngày kỹ thuật ở Đại đội Thiết giáp. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời khá oi bức, nhưng những cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài, cẩn trọng làm nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra, vận hành hệ thống xe thiết giáp và các phương tiện kỹ thuật. Những chi tiết bị lỗi, hỏng được phát hiện và sửa chữa kịp thời, bảo đảm hệ số kỹ thuật tất cả các trang thiết bị, phương tiện luôn trong trạng thái tốt, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tôi là đã trải qua 22 năm trong ngành kỹ thuật thắng giáp. Mọi cấu tạo xe thì tôi nắm tương đối tốt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì luôn là chia sẻ, san sẻ, hỗ trợ cho nhau. Nội dung nó khó thì tôi cũng hỗ trợ cho đồng chí đội để ta là chỉ ra những cái khuyết điểm, những cái nhược điểm để khắc phục và góp sức để thực hiện nhiệm vụ. Là cuộc vận động có khởi đầu, không có kết thúc. Do vậy, các đơn vị trong toàn lực lượng đã duy trì thực hiện tốt các nội dung quản lý về thực trạng vũ khí thiết bị kỹ thuật, hệ thống cơ sở kỹ thuật, bảo đảm nắm chắc số lượng, tiến hành phân cấp quản lý, chất lượng và không để xảy ra mất mát, hư hỏng. Nhiều đơn vị đã phát huy tinh thần sáng tạo của từng cá nhân, tập thể, từ đó giúp tiết kiệm được công sức, thời gian và chi phí trong công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí thiết bị kỹ thuật. Đơn vị đã quán triệt và thực hiện tốt cái nội dung bảo quản bảo dưỡng vũ khí trang bị hàng ngày, hàng tuần. Đấy. Và chỉ huy đơn vị thì luôn sâu sát, đôn đốc, kiểm tra bám nắm để nâng cao cái chất lượng trong cái công tác bảo dưỡng. Và ngoài ra thì mọi quân nhân trong đơn vị thì anh em cũng rất ý thức rất là tốt trong cái thực hiện nhiệm vụ của mình. Do đó mà cái vũ khí trang bị thì luôn luôn được bảo quản ở trạng thái rằng được bảo quản ở cái mức tốt nhất. Hiện nay, toàn bộ hệ thống cơ sở như kho xe, kho vũ khí, đạn dược thường xuyên được đầu tư nâng cấp, xây mới, dụng cụ phòng cháy chữa cháy, hệ thống chống sét được bổ sung. Nhờ vậy đã giúp 100% thiết bị sắp xếp ngăn nắp an toàn, bảo đảm hệ số kỹ thuật, phục vụ tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao. Thì qua thực hiện cuộc vận động 50 cũng như là thực hiện các nhiệm vụ công tác kỹ thuật thì có thể nói là ý thức trách nhiệm của cán bộ, đội ngũ nhân viên kỹ thuật là có thể nói là được nâng lên một cách rõ rệt. Thứ nhất là giữ gìn bảo quản, thứ hai nữa là tự học tập rồi là nghiên cứu để nâng cao được cái trình độ khai thác bảo quản rồi là tăng hạn sử dụng, bảo đảm cái chất lượng rồi là cái hệ số kỹ thuật cho vũ khí trang bị kỹ thuật. Đến nay, cuộc vận động 50 đã đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa và làm mục tiêu, tiêu chí để cán bộ, chiến sĩ thi đua thực hiện, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Ninh Bình ngày càng vững mạnh, sẵn sàng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung đưa các cây con có giá trị cao vào sản xuất, khuyến khích nhân rộng phát triển mô hình kinh tế trang trại, gia trại theo hướng sản xuất hàng hóa. Những giải pháp này đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện Nho Quan nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác giảm nghèo. Từ một khu vực thùng đào, thùng đấu, cây lúa kém hiệu quả,
sau khi được cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện để cải tạo, giờ đã trở thành trang trại hơn 1 hecta nuôi trồng thủy sản, đem lại thu nhập cao cho gia đình ông Nguyễn Văn Kình, thôn Cối, xã Đồng Phong. Ủy ban cũng cho đi tham quan các mô hình để học hỏi, thì gia đình cũng rút được cái kinh nghiệm từng lứa một. Nếu như nói về một năm, gia đình tôi cá thịt thì là cho lên xe khoảng 12 đến 13 tấn trong một năm. Trừ chi phí đi thì gia đình tôi coi như là cũng đạt tiêu chuẩn là được 7-80 triệu. Tôi họp chi bộ, đưa ra nghị quyết để thực hiện. Chúng ta là đảng viên đi trước, sau đó là thu hút những quần chúng và đồng thời những tranh thủ những diện tích mà bỏ hoang để chuyển đổi cây trồng. Và đi khoanh vùng, từng cái vùng một để đảng viên đi trước, chỉ đạo các đồng chí đảng viên đầu tàu gương mẫu, làm sau đó để vận động các đoàn thể chính trị vào cuộc, phối kết hợp với các hội viên và bà con nhân dân để thực hiện tốt. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện Nho Quan đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này và tham mưu cho lãnh đạo huyện vận dụng linh hoạt các cơ chế hỗ trợ phát triển mô hình. Nhờ đó, Nho Quan đã hình thành được các vùng chuyên canh quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa. Trên địa bàn huyện có 78 trang trại và 693 gia trại. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 3.700 ha. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 100 triệu đồng. Đảng với chính quyền làm cái công tác vận động, hội viên, đoàn viên cũng như là vận động nhân dân cho ở nơi cư trú để thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Bắt đầu chuyển dịch dần dần cái mô hình kinh tế từ nông nghiệp đơn thuần sản xuất cái trồng ngô, trồng lúa, trồng sắn thì bắt đầu chuyển dịch sang nuôi các loại con nuôi có giá trị kinh tế như là lợn bản địa, ong lấy mật và con hiêu, con nhím. Thì kinh tế của xã Cúc Phương cũng từng bước đi lên. Từng bước thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ huyện Nho Quan đã góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người hiện nay lên 43 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,55%, phấn đấu đến năm 2025 giảm xuống chỉ còn 1,5%. Việc đầu tư cơ sở vật chất trường lớp đã được ngành giáo dục đào tạo các địa phương quan tâm thông qua chương trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Là địa phương vùng ven đô còn gặp không ít khó khăn so với các phường xã của thành phố Ninh Bình, song cấp ủy chính quyền xã Ninh Nhất luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Hàng năm luôn dành nguồn ngân sách nhất định để đầu tư xây dựng, nâng cấp các trường học trên địa bàn. Sau nhiều năm cố gắng, nỗ lực, ngôi trường này đã đạt chuẩn quốc gia vào năm 2014 và được công nhận tái chuẩn năm 2019. Năm 2019 thì cũng đã đầu tư một chống xuống cấp một số cái hạng mục công trình của ba nhà trường. Đầu năm 2020 này thì Ủy ban dân xã cũng đã đầu tư cải tạo sửa chữa lại cái công trình nhà vệ sinh, rồi khuôn viên cái vườn thực nghiệm của trường trung học cơ sở Ninh Nhất, đảm bảo cái cơ sở vật chất, các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm học 2019-2020 vừa qua ấy thì được cái sự quan tâm, tạo điều kiện và cái ủng hộ rất là tích cực của phụ huynh, thì nhà trường cũng đã sửa chữa lại toàn bộ cái hệ thống điện. Cùng với đó thì địa phương cũng có cái sự quan tâm về việc là đầu tư hệ thống máy tính rồi là các cái trang thiết bị khác. Từ tình hình thực tế, việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy của giáo viên và học sinh được ngành giáo dục và đào tạo quan tâm triển khai. Hàng năm ấy, thì trong cái dự toán ngân sách mà chúng tôi tham mưu với tỉnh để bố trí ngân sách cho giáo dục thì chúng tôi cũng rất chú trọng tham mưu cái việc là đầu tư tăng cường cơ sở vật chất giáo dục, cụ thể là gồm các mảng là kinh phí để đầu tư xây dựng cơ bản, xây phòng học, xây phòng bộ môn, rồi cả cảnh quan sân trường, tường rào, nhà vệ sinh. Mục thứ hai đó là tăng cường trang thiết bị dạy học. Trong giai đoạn 2015-2020, toàn ngành đã đầu tư xây mới, sửa chữa trên 1.400 phòng học, 238 phòng hiệu bộ, 426 phòng chức năng, trên 64.000 m2 sân, tường rào, với tổng kinh phí trên 1.100 tỷ đồng.
Đến năm 2020, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 88%, tăng 3,7% so với năm 2015. Năm nay trường có rất nhiều đổi mới, sân trường nó được lát gạch đỏ sạch sẽ để bọn con có thể chơi đùa thoải mái. Đặc biệt ở phía góc sân chơi đã được trang bị những máy tập thể chất để bọn con có thể là tập thể dục cho sức khỏe mỗi ngày một khỏe hơn. Ở mỗi tất cả các lớp học, lớp nào cũng có một chiếc Smart TV để có thể học hỏi mở mang tri thức trên Internet. Đối với hệ thống máy chiếu và TV thông minh thì chúng tôi phải có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng bài giảng ở nhà. Từ việc thiết kế hình ảnh đến các cái sơ đồ rồi các bảng biểu so sánh để cho nó phù hợp với mỗi tiết học, mỗi bài học để làm sao đạt được cái hiệu quả cao nhất trong việc truyền tải kiến thức đến học sinh. Kết quả đầu tư cơ sở vật chất, trường, lớp đã tác động tích cực đến phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Sau 5 năm triển khai điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn đã giúp sức khỏe người nghiện được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng vào việc giảm tội phạm, giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Hiện trên địa bàn huyện Kim Sơn có khoảng 600 người nghiện ma túy được quản lý. Để các đối tượng này tiếp cận chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone, Trung tâm Y tế huyện Kim Sơn đã chủ động phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương và gia đình vận động người cai nghiện đến điều trị, có biện pháp giám sát chặt chẽ từ khâu sàng lọc, xét nghiệm, tư vấn cho bệnh nhân và người nhà về phác đồ điều trị. Chính vì vậy, đến nay, huyện Kim Sơn được đánh giá là đơn vị quản lý, thu dung nhiều người nghiện nhất trên địa bàn tỉnh, với trên 300 trường hợp. Thì tại cơ sở này thì đa số là người Kim Sơn. Bên cạnh đó thì cũng có một số bệnh nhân là các huyện bạn, ví dụ như Yên Khánh, Yên Mô, Nga Sơn hoặc là Nghĩa Hưng của Nam Định. Chúng tôi cũng đã xây dựng những cái quy chế, rồi những cái nội quy và tạo điều kiện thuận lợi tối đa tất cả những thủ tục hành chính cho tất cả những người nghiện đến đây đăng ký và cái mối quan hệ giữa nhân viên và người đến điều trị rất là thân thiện. Với việc triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone hiệu quả đã giúp người nghiện trên địa bàn huyện Kim Sơn hồi phục sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống, sớm hòa nhập cộng đồng. Hệ thống ngân hàng trong cả nước đã giảm mạnh lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng trở lên, có nơi hạ tới 0,8% trong tháng qua. Từ đầu tháng 7, 4 ngân hàng có vốn nhà nước là Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank hạ lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 1 năm từ 6,5% xuống 6%. Lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tại các ngân hàng tư nhân khác cũng giảm 0,4 đến 0,8%. Với kỳ hạn dưới 6 tháng, tuy chưa có sự giảm xuống đồng loạt toàn hệ thống, nhưng nhiều ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, Vietinbank, BIDV, HDBank, VPBank, TPBank đã mạnh tay giảm 1,15 đến 1,3%. Từ đầu năm đến nay, các ngân hàng đã có nhiều đợt giảm lãi suất vì nhu cầu cho vay sụt giảm. Chính phủ ban hành Nghị định số 76 quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành biên giới Việt Nam với Campuchia, Lào và Trung Quốc. Đối tượng được cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam-Campuchia gồm cán bộ, công chức, viên chức, công nhân đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh, có chung đường biên giới với Campuchia, được cử sang tỉnh biên giới đối diện của Campuchia công tác. Đối tượng được cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam-Lào gồm công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào, công dân Việt Nam không có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh có chung đường biên giới với Lào nhưng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào. Đối tượng được cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam-Trung Quốc gồm công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn, tiếp giáp đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc, cán bộ công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam, tiếp giáp đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc được cử sang vùng biên giới đối diện của Trung Quốc để công tác. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm 2020, số vụ tai nạn giao thông và số vụ xử phạt giảm, nhưng số tiền xử phạt lại tăng. Tuy nhiên, số vụ vi phạm về nồng độ cồn có chiều hướng gia tăng trong tháng 6. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm, mặc dù trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các lực lượng phải tăng cường công tác phòng chống dịch. Nhưng với sự chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị định số 100 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, tạo nên sự chuyển biến tích cực về ý thức và hành vi của người tham gia giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm đã giảm sâu nhất trong nhiều năm qua, cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ. Đặc biệt, số người chết do tai nạn giao thông giảm 14,91%, mức giảm sâu nhất trong 10 năm trở lại đây. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.